nhận được đơn của em Nguyễn Thị Bé Hiền xin được trợ giúp khẩn cấp cho cha của em là ông Nguyễn Văn Mười, 46 tuổi, ở ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Ngày 24 tháng 11, phóng viên Mục Địa chỉ Nhân đạo đã tìm đến địa chỉ trên, nhưng chỉ gặp được chính quyền và bà con hàng xóm, vì ông Mười đã được người dân đưa cấp cứu sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 3 hôm trước đó. Bệnh đã từ lâu nhưng mà khởi phát nặng nhất là một tuần lễ nay. Mới bắt đầu thịnh đau nhất, anh không có đi đứng gì được hết á. Ăn cũng không được, ngủ cũng không được. Nhưng mà do nghèo quá, không có tiền đi trị bệnh. Nhờ bà con ở xóm đùm bọc mỗi người cho 20, 30 để đi chích thuốc. Nhưng mà mỗi lúc một nặng thêm. Con thì nó cứ ôm, nó khóc, nó nghĩ là bế tắc rồi, cha nó chết rồi. Anh bị giật, cứ mỗi 5 phút là anh giật một lần. Thực tới cái ngày mà anh căng cứng cơ không đi được, không có nhúc nhích gì được hết. Bà con mới là mỗi người hùng tiền lại, rồi kêu xe từ thiện để mà đưa anh đi cấp cứu. Ở mình anh là vợ thôi, rồi con, hai đứa con có chồng xa. Rồi ở đây một mình, rồi mần ăn, cũng ký thú mần ăn đi, mần mướn, sáng đi và chiều về. Rồi mần cái góc độ, rồi tỷ bệnh. Bệnh cũng như bệnh như cái bệnh nhẹ. Rồi nào góc độ bệnh nhẹ, cái sáng mua thuốc thì uống hết đi mần. Rồi sau này nó mới ngã bệnh nhiều. Xét cái hộ nghèo, cái hộ nghèo, cái cận nghèo là nó phải có hộ khẩu thường trú. Vì mời này ông đi mần không à, không có đi mần hộ khẩu. Nhà đây cất đây sụp lúc trước là nó sập một cái rồi. Mạnh Tiền Quân cái nhà tình thương á, sớm bà con mới cho cây tôn rồi mới dựng cái căn nhà ở khoảng 10 năm. Sau khi cấp cứu sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, ông Mười được chuyển về điều trị nội trú tại khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện. Tình trạng của ông vẫn chưa mấy khá hơn, vì quá đau lưng nên ông chỉ nằm, không thể tự ngồi dậy hay đi lại được. Chẳng những bất tiện khi di chuyển, mà việc xoay trở mỗi khi bác sĩ thăm khám cũng rất khó khăn. Qua trao đổi với bác sĩ điều trị, được biết sau khi thăm khám lâm sàng cũng như chụp siêu âm chụp X-quang, ông Mười được chẩn đoán mắc cùng lúc hai chứng bệnh, sỏi thận và trượt đốt sống thắt lưng. Cả hai bệnh thì dự kiến là có thể phẫu thuật. Tuy nhiên, đây là bệnh nhân này lại không có bảo hiểm y tế, mà lại gặp hai cái bệnh là khá nặng, nhất là cái bệnh mà trượt đốt sống và đang nghi kèm theo cái bệnh thoát vị địa đệm đó, cái chi phí điều trị rất là cao. Bệnh nhân này lại không có bảo hiểm y tế. Nếu mà chi phí riêng cho bệnh điều trị thoát vị địa đệm, phẫu thuật cột sống nói chung đó, thì phải khoảng từ 30 đến 60 triệu tùy theo cái mức độ thương tổn. Và cái bệnh điều trị cho cái bệnh sỏi thận thì cũng phải khoảng trên dưới 10 triệu. Bệnh thoát vị địa đệm hay là cái bệnh trượt đột sống thắt lưng và thoát vị địa đệm thì nó có cái chèn ép cái thần kinh, để thần kinh. Thì thứ nhất là làm cho bệnh nhân rất là đau. Cái thứ hai là lâu ngày thì nó sẽ làm cho teo cơ. Cái bệnh này mà không có được điều trị thì chắc chắn là bệnh nhân không thể trở lại cái cuộc sống bình thường và không thể làm việc. Và thậm chí là không có làm được những cái sinh hoạt bình thường, nhu cầu của mình như là đi lại vệ sinh, tắm rửa là cũng có thể không được. Cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ông Mười chỉ còn mong đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy khó mà thực hiện được khi ông cứ nay ốm mai đau. Và cũng bởi gắng gượng làm quá sức, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nên khi phát bệnh đã là quá nặng. Được biết là khi mà chú nhập viện cấp cứu qua đây thì từ bữa giờ tới nay đó thì tất cả các cái tiền đóng tạm ứng và chụp X-quang rồi siêu âm thì đều là do bà con ở bên nhà rồi hàng xóm cũng như là cái nhà hảo tâm người ta đóng góp để cho mình. Sắp tới đây thì bác sĩ lại có nói là cái bệnh của chú thì phải được tiến hành phẫu thuật đó, nhưng mà chú lại không có cái tiền để mà đóng tạm ứng cho bệnh viện đó. Đến đây thì một địa chỉ nhân đạo xin được ứng cho chú trước 15 triệu để chú thực hiện các cái xét nghiệm cần thiết rồi đóng cái tiền tạm ứng cho bệnh viện đó. Xin gửi chú cái số tiền này nha. Quý khán giả có lòng hảo tâm đóng góp giúp cho ông Mười có tiền phẫu thuật, xin liên hệ về địa chỉ ông Nguyễn Văn Mười,
ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, điện thoại 0706 250 555. Trong một địa chỉ nhân đạo kỳ 44, chúng tôi có thông tin về trường hợp ông Nguyễn Văn Thảo ở ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ mắc bệnh u ác tính phế quản và u thùy trên phổi. Do không có ruộng đất canh tác, miếng vườn duy nhất bán được chỉ đủ lo chi phí phẫu thuật trước đó, không còn khả năng trở lại bệnh viện quá trị theo đúng chỉ định của bác sĩ, nên sức khỏe của ông bị suy kiệt nặng. Thông cảm với hoàn cảnh của ông Thảo, thương đứa con trai từ lúc 5 tuổi đã thiếu vắng tình yêu thương chăm sóc của mẹ, phải bươn chải ra đời sớm để kiếm tiền về phụng dưỡng cha già, giờ lại thêm căn bệnh hiểm nghèo không tiền chữa trị. Hai tuần qua, địa chỉ nhân đạo đã tiếp nhận được 52.875.000 và 55 kg gạo do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp giúp đỡ cho ông Thảo. Tại buổi bàn giao, chính quyền địa phương, bà con lối xóm đóng góp thêm cho ông Thảo 6.140.000 đồng, 10 kg gạo, 2 thùng mì gói và 2 bộ mùng mền. Dạ, trước hết em cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long và các nhà hảo tâm và các cấp chính quyền đã đến hỗ trợ gia đình của em qua cơn khốn khó này. Dạ, em cảm ơn.